Xin kính chào các bạn quý vị. Một trong những điểm thay đổi lớn nhất hiện tại của iPhone thế hệ mới đó là nó loại bỏ đi phím home cứng, thay vào phím home mà chúng ta có thể cảm ứng lực. Thế chắc chắn anh em sẽ đặt ra quá trời câu hỏi về cái này. Bền như thế nào? Có dùng được lâu hay không? Cảm giác sử dụng ra sao? Mình sẽ giải đáp cho anh em trong video ngày hôm nay. Và các bạn có thể đặt trước cái chiếc iPhone 7 và 7 Plus tại website Clickbuy, hoặc là lúc xem video này chắc cũng bán rồi, với mức giá bây giờ cực kỳ hợp lý, sát với giá sinh, nhiều ưu đãi và quà tặng. Phím home này lý giải cho việc tại sao iOS 10 lại phải bấm phím home để mở khóa màn hình. Đời cũ thì chắc chắn là sợ bị liệt, nhưng với đời mới chúng ta sẽ không hề lo lắng về vấn đề này, vì phím home là một cảm ứng lực, nó không cần là một phím cứng bấm cạch 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 như xưa, và đây cũng là cái ưu điểm đầu tiên của nó. Điểm đáng buồn là trên cái này không có một cái công cụ gì mới, không có như là chạm nhẹ để có thể mà trở về màn hình home, hay là double tap để có thể khóa màn hình vân vân, giống như kiểu chúng ta cài virtual home sau khi ra break. Còn cái này là chỉ có một chức năng, đó là bấm mạnh thì về home, nháy đúp hai lần thì sẽ mở đa nhiệm, và ấm giữ lâu thì sẽ ra cái Siri hết. Tuy nhiên thì Apple cũng cho phép ta tùy chỉnh như thế này. Trong phần cài đặt và lựa chọn phím home thì ở đây sẽ có 3 mức lực khác nhau. Tại sao Apple làm như này? Để cho ta cảm giác giống như đang bấm phím home thật. Nếu các bạn để mức 3 là mức cao nhất, nó bấm sẽ rung cực kỳ mạnh và không khác gì như là đang bấm vào phím home cứng. Nó rung bần bật luôn như XOI. Và do đó thì đây là thứ duy nhất chúng ta cài đặt được cho tới lúc này. Hầu như không có gì thêm khác. Vãi cả nồi, thật là chán. Và việc bấm phím home này có thích hay không? Thứ nhất là trong khoảng vài tiếng đầu mình dùng rất khó chịu với phím home này của Apple, không cảm giác quen và dễ chịu chút nào. Nhưng càng bấm về sau càng thích. Cái thứ hai đó là quan trọng là về độ bền. Phím home dạng như thế này các bạn sẽ gần như loại bỏ đi cái việc là nó sẽ bị liệt, vì cái cách hoạt động của nó gần giống như là màn hình 3D touch. Bấm giữ mạnh vào thì nó sẽ ra các cái menu tùy chọn trên màn hình, đúng không? Thì cái này bấm mạnh thì nó sẽ ra cái phím home, bấm mạnh hai lần thì nó sẽ ra cho chúng ta là phím đa nhiệm. Và thế giống 3D touch, giống màn hình cảm ứng à? Thế nước vào làm sao mà dùng được? Đây là một cái cực kỳ hay mà mình mới phát hiện ra khi vào nhà vệ sinh giải trí một tí. Thì khi chúng ta dội nước trực tiếp vào màn hình, lúc đó màn hình cảm ứng không sử dụng được nữa, nhưng phím home vẫn bấm được trong trường hợp là máy bị ướt. Các bạn dội nước xối xả vào, nước chảy trên phím home, các bạn bấm mạnh vẫn thao tác được phím home bình thường. Thế nó mới bá đạo chứ lại. Đã khi đó 3D touch trên màn hình đã bị vô hiệu hóa, tê liệt, nhưng phím home chúng ta kể cả trong trường hợp đang bị nước dội vào vẫn bấm hoàn toàn bình thường. Và đây chính là cái điểm mà có lẽ phím cứng, phím home các bạn không làm được, vì iPhone đời cũ đâu có chống nước đâu. Thì cái này vừa chống nước vừa bấm được trong cái trường hợp là máy đã bị ướt và hay là dội nước vào màn hình, rất tuyệt vời. Phím home này cũng giúp cho chúng ta là cái thao tác sử dụng hàng ngày dần cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn, không cần tạo ra nhiều lực. Và mình nghĩ tương lai của Apple sẽ có thể đưa phím home này trực tiếp vào thành một cái lớp cảm ứng bên trong màn hình luôn, vì do cái cách thao tác và hoàn thiện của nó không khác gì một cái lớp màn hình cảm ứng đang có ở đây của 3D touch. Nhìn chung là cái việc thay đổi bỏ đi phím home cứng truyền thống, chuyển sang cái dạng này có thể bấm được như kiểu 3D touch là cực kỳ hay, hiệu quả, và các bạn càng dùng các bạn sẽ càng thấy thích và cái độ tiện lợi của nó đem lại. Và anh em đã từng dùng hay chưa, có gì trải nghiệm thêm hãy comment. Nói chung là những bạn nào mà dùng ít nhất 2-3 ngày hãy chia sẻ, chứ còn 1 ngày thì chắc chắn như mình, bắt đầu mình dùng còn khoảng gần 1 ngày đã thấy chán, bấm không quen, rất khó chịu, nhưng dùng lâu thì mới quen được. Và anh em đừng quên truy cập website Clickbuy tham khảo giá bán đặt hàng iPhone 7, 7 Plus và rất nhiều sản phẩm iPhone khác bây giờ đang có mức giá hợp lý và nhiều khuyến mại. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.